thích chơi cây đẹp mà không cần chơi nhiều, chơi một cây thôi. Đấy cây này. Đấy. Đấy cây này. 800k cả chậu. Chơi hẳn cây này nó đẹp đi. Sao phải đấy non to. Đấy, chơi một cây chơi thế này nó mới sướng, lá đẹp, lá búp sen, lá cánh sen. Đấy. Nhìn xoa thân tán tự nhiên già mốc hết này các bạn ạ. Đấy. 800k cả chậu nhá. Thuần chậu hết rồi và chỉ được chơi thôi. Nhà em nó nhiều cây thế. Đây, sai quả chưa? À, có chùm này. Đấy, có chùm đó này. 800k một cây này bác nhé. Đây, còn con phượng này. Con phượng này đang nuôi tiếp con đại bàng. Đấy, hai cánh của nó này. Quả này các bác này. Đại bàng đang nuôi. Chợ tròn to này. Một mâm xôi luôn. Nhưng cây này cũng đang hết quả rồi. Cây này thì nó ra sớm một chút, bây giờ nó còn nắc ác quả rồi. Quả ấy nhà em quả chín thì chim nó hay ăn. Một mâm xôi luôn. Cây này 800 anh nhé. Cây 800 này. Cây này 800 này. Cây này 700 này. Cả chậu. Em báo giá cả chậu nhé.